Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với bản tin thể thao của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Mở đầu bản tin thể thao ngày hôm nay là thông tin về giải quần vợt cán bộ lãnh đạo quản lý và vô địch các nhóm tuổi tỉnh Hưng Yên năm 2020. Vừa qua, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Liên đoàn Quần vợt tỉnh tổ chức giải quần vợt cán bộ lãnh đạo và quản lý tỉnh Hưng Yên năm 2020. Tham gia giải có 80 vận động viên đến từ các ban sở ngành và các câu lạc bộ quần vợt trên địa bàn tỉnh. Đối tượng B là trưởng, phó trưởng phòng, các sở ban ngành đoàn thể tỉnh và tương đương. Nhóm đối tượng C là trưởng, phó trưởng phòng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc sở ban ngành đoàn thể tỉnh và tương đương. Các vận động viên thi đấu ở hai nội dung đôi nam và đôi nam nữ. Kết thúc giải, ban tổ chức trao 12 bộ huy chương cho các vận động viên đoạt giải nhất nhì ba ở từng nội dung thi đấu. Xin chúc mừng các đôi vận động viên cho các bạn các đơn vị đã giành giải nhất nhì. Vừa qua, huyện Phù Cừ đã tổ chức giải bóng đá nhi đồng U10 năm 2020. Tham gia giải có 14 đội bóng ở các trường tiểu học và trung học cơ sở trong huyện với trên 200 vận động viên. Giải được tổ chức thi đấu theo thể thức loại trực tiếp. Lọt vào trận chung kết gồm hai trường, trường tiểu học Đình Cao, trường tiểu học và trung học cơ sở xã Tam Đa. Kết quả, huy chương vàng thuộc về đội trường tiểu học xã Đình Cao. Đẹp lên, nhìn đây! Tại 6 chi hội người cao tuổi xã Mễ Sở, huyện Văn Giang, hiện đang phát triển phong trào tập thể dục dưỡng sinh, thu hút khoảng 30% số người cao tuổi luyện tập thường xuyên. Hàng năm nhân ngày lễ, ngày kỷ niệm, hội người cao tuổi xã Mễ Sở tổ chức đồng diễn thể dục dưỡng sinh, tạo sân chơi bổ ích cho các hội viên. Nhờ chăm tập dưỡng sinh hàng ngày đã giúp cho nhiều hội viên người cao tuổi giảm một số bệnh xương khớp và tim mạch, đồng thời sống vui khỏe, sống có ích. Chỉ tính riêng trên địa bàn thành phố Hưng Yên có 3 câu lạc bộ Zumba Kids thu hút khoảng 200 trẻ với độ tuổi từ 4 đến 10. Trong không khí thoải mái và nền nhạc vui tươi, các em nhỏ được hướng dẫn vận động liên tục, các động tác vươn dáng, nhảy cao, xoắn người, lắc hông, gập bụng, phối hợp tay chân đầu với tốc độ phù hợp, giúp các em rèn luyện cơ thể dẻo dai, nhanh nhạy hơn, tinh thần cũng hưng phấn lên rất nhiều sau một ngày học tập căng thẳng. Cứ mỗi buổi chiều tối hàng ngày, các chị em hội viên phụ nữ thôn Quảng Uyên, xã Minh Châu, huyện Yên Mỹ lại dành thời gian tham gia bóng chuyền hơi tại sân bãi của thôn. Là môn thể thao dễ chơi, không yêu cầu cao về kỹ thuật và tốc độ. Ngoài ra, dụng cụ luyện tập cũng không tốn kém, nên đến nay đã thu hút được trên 30 chị em tham gia từ 30 đến 60 tuổi. Thưa quý vị và các bạn, mặc dù tại giải hạng nhất quốc gia năm nay, câu lạc bộ Phố Hiến không đạt được thành tích như mong muốn. Tuy vậy, xét tổng thể cả mùa giải, thầy trò huấn luyện viên Hứa Hiền Vinh vẫn có những điểm sáng tích cực đáng khích lệ. Điểm sáng đầu tiên, câu lạc bộ Phố Hiến là đội duy nhất tại giải hạng nhất quốc gia năm 2020 có 10 trận bất bại liên tiếp. Từ vòng 1 đến vòng 10, đội bóng xứ Nhãn Hưng Yên luôn duy trì trong top 3 đội dẫn đầu, là ứng cử viên vô địch cùng với câu lạc bộ Bà Rịa Vũng Tàu, câu lạc bộ Tân Na Khánh Hòa Biển Việt Nam và câu lạc bộ Bình Định. Câu lạc bộ Phú Hiến là một trong 3 đội bóng chắc suất lọt vào giai đoạn 2 để chân đua vô địch sớm hai vòng đấu. Phú Hiến là một đội bóng có sự đầu tư và có cơ sở vật chất tốt, có điều kiện tốt và có nguồn nhân lực cầu thủ tự đào tạo ra tốt. Trong đội hình câu lạc bộ Phú Hiến, đa phần là những cầu thủ trẻ, nhiều em mới lần đầu thi đấu giải chuyên nghiệp. Tuy nhiên, huấn luyện viên trưởng Hứa Hiền Vinh đã kết hợp thành công các cầu thủ trẻ và những cầu thủ đã có kinh nghiệm thi đấu chuyên nghiệp để tạo nên đội bóng gắn kết trẻ trung giàu sức sống. Các cầu thủ đều thi đấu nhiệt huyết, chơi tấn công với tinh thần không từng bước. Một số gương mặt nổi bật như Ngọc Bảo, Ngọc Tiến, Thái Hiếu, Duy Lam, Lâm Thuận hứa hẹn sẽ tiến bộ hơn trong những mùa giải tới. Sau 16 trận tại giải hạng nhất quốc gia năm 2020, câu lạc bộ Phú Hiến thắng 7 trận, hòa 5 trận và để thua 4 trận, giành được 26 điểm, xếp thứ tư chung cuộc. Tôi sẽ khắc phục các em về cái trạng thái thi đấu. Cái tinh thần thi đấu của em là rất tốt nhưng mà các em còn bị tâm lý, đặc biệt các em trẻ. Đây mới chỉ là năm thứ 2 câu lạc bộ Phú Hiến góp mặt tại giải đấu chuyên nghiệp của bóng đá Việt Nam. Vì vậy, thành tích nằm trong top đầu cùng với lối chơi khởi sắc, nhiều cầu thủ trẻ triển vọng cũng là một thành tích đáng khích lệ của đội bóng xứ Nhãn.
Đây là tiền đề để thầy trò huấn luyện viên Hứa Hiền Vinh hướng tới mùa giải năm 2021 với mục tiêu giành ngôi vị cao nhất. Sang mùa giải năm sau thì câu lạc bộ Phố Hiến sẽ dốc hết sức và đoàn kết để đưa đội bóng lên V-League 2022. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin thể thao của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những bản tin sau. Bình nước nóng Rossi Sapphire, sản phẩm cao cấp của tập đoàn Tân Á Đại Thành.